Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất trong ngày. Thưa quý vị khán thính giả, tình hình bão tố lũ lụt tại Trung Quốc vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp khi vào ngày hôm qua, một cơn bão được mệnh danh là siêu bão đã tiếp tục đổ bộ vào nước này. Cơn bão tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm cơ sở nuôi thủy sản của người dân trong vùng bị san bằng trong tích tắc. Đến trưa hôm qua, chỉ tính riêng tại thành phố Ôn Châu, các giới chức chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân bị thiệt mạng do bão số 7 gây ra lên tới 27 người và 25 người khác bị thương, trong khi 11 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại ba tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất từ cơn bão gây ra. Hiện có ít nhất 49 người đã thiệt mạng tại ba tỉnh này. Gần 14.000 người vẫn lưu lạc tại các trung tâm sơ tán và hơn 23.000 người thiếu điện, nước sinh hoạt do cơn bão gây ra. Kính thưa quý vị khán giả, siêu bão số 7 sau khi hoành hành và tàn phá đất nước Philippines cách đây 2 ngày thì di chuyển thất thường về phía Tây Bắc, tiến vào vùng biển Hoa Đông. Sau đó cơn bão đã mạnh lên và đổ bộ vào vùng biển phía Đông Trung Quốc khiến 7 tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải. Quận Động Đầu thuộc thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14, từ 105 đến 160 km/h, giật cấp 17. Truyền thông nhà nước đưa tin, 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết mực nước sông Fini đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước trên các tỉnh Sơn Tây trong 12 giờ từ đêm đến sáng. Tỉnh này ghi nhận lượng mưa trung bình 31,3mm đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh. Trong đó, 18 thành phố ghi nhận mức lượng mưa trên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận lượng mưa 185mm, gấp 7 lần so với mức trung bình của cùng kỳ năm 2020. Tại vùng biển phía đông bắc của Động Đầu, tỉnh Chiết Giang, lúc 4 giờ 15 phút rạng sáng nay, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 110,8 độ kinh đông, ban kính gió mạnh cấp 12, giật cấp 13, khoảng 160 km/h tính từ tâm bão. Cơn bão số 7 kèm theo mưa lớn dữ dội đánh sập một nhà giàn HD của công ty dầu khí Trung Quốc rồi tiến sát vào đất liền, tiếp tục có gió xoáy gây sạt lở đất, khiến khoảng 5.800 ngôi nhà bị phá hủy. Khi đổ bộ vào nước Trung Quốc vào sáng ngày hôm thứ Hai, bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực của các tỉnh. Hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hại, bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do bão số 7 gây ra đối với ngành nông lâm ngư nghiệp tại 4 tỉnh này là nặng nề nhất với tổng trị giá lên tới 27 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Cơn bão ập đến, nó mang theo mưa to và gió lớn, ước tính lượng mưa tại các tỉnh đo được từ 300 đến 500mm đã trút xuống khu vực các tỉnh phía đông và đông nam Trung Quốc. Bão mạnh cũng ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch. Tại thành phố Cảng Thanh Đảo, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang, toàn bộ các điểm du lịch đều phải đóng cửa, giao thông bị đình trệ. Do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến đường sắt và xe buýt đã phải ngừng hoạt động. Các lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát và nhân viên, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn, nhằm để ứng phó và đẩy mạnh công tác cứu trợ những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất nhằm để khắc phục hậu quả từ cơn bão. Theo ước tính, khoảng 6,5 triệu người tại Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải bị ảnh hưởng nặng bởi bão lụt. Một chiếc xe khách đã bị cuốn phăng xuống sông ở khu vực ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 101 người khác mất tích. Các nhà chức trách cho biết 37 trong số 51 hành khách trên xe buýt đã được giải cứu ở tỉnh Sơn Tây. Lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm hư hại 190.000 hectare đất nông nghiệp. Tổng cộng, khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra bởi lượng mưa lớn, gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng.
Kính thưa quý vị khán thính giả, thông tin rất mới và rất nóng liên quan đến động đất lũ lụt tại Trung Quốc trong những ngày vừa qua khiến cho lượng mưa phá kỷ lục, nước sông Dương Tử ngập tràn, Trùng Khánh và Vũ Hán chìm trong biển nước, đập Tam Hiệp phải mở thêm 3 cửa xả, nhiều người bị lũ cuốn trôi, trâu, bò, gà, vịt, mồ màng coi như mất trắng. Chính quyền kêu gọi người dân đóng tiền góp sức với nhà nước để chống lũ khi lo sợ nạn đói sẽ xảy ra với Trung Quốc do lũ lụt dâng cao. Thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đã gửi cảnh báo 3 lần liên tiếp trong 27 phút. Quận Tú Sơn cũng đã phát đi tín hiệu cảnh báo bão màu cam. Trong 3 ngày qua, lượng mưa tích lũy tại 3 thị trấn là Hải Dương, Đại Khê, Thạch Khê của quận Tú Sơn đã đạt tới 500mm. Dự kiến lượng mưa trong tương lai sẽ tiếp tục ở khu vực đông bắc của tỉnh Tứ Xuyên và nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở núi là rất cao. Vào sáng ngày hôm qua, quận Kỳ Giang đã phát đi tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng do ảnh hưởng bởi những đám mây giông bão. Dự kiến gió mạnh và mưa lớn sẽ xảy ra ở quận Kỳ Giang trong vòng 3 ngày tới. Vào sáng ngày hôm qua, tỉnh Giang Tây đã phát đi tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng. Dự kiến trong vòng 24 giờ tới, thời tiết sấm sét sẽ xuất hiện ở khu vực phía Nam và miền núi Nam Bộ dọc theo con sông Dương Tử. Trước đó vào ngày hôm qua, thành phố Vũ Hán ở hạ lưu đập Tam Hiệp liên tiếp mưa lớn. Lượng mưa đo được trong ngày cho thấy đây là lượng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, cao hơn cả mùa hè năm 2020, từ 30 đến 50mm cũng vào ngày hôm qua. Cuộc họp báo của chính quyền thành phố Vũ Hán của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo về công tác ứng phó mưa trong kỳ tuyển sinh đại học. Từ 9 giờ sáng đến 21 giờ đêm ngày hôm qua, Vũ Hán có lượng mưa lớn, lượng mưa đo được lớn nhất lên tới 427mm. Hội nghị cũng cho biết trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, khả năng mưa sẽ rất to nên học sinh sẽ rất khó khăn để đến điểm thi. Từ 5 giờ sáng ngày hôm qua, Vũ Hán tăng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2. Truyền thông đại lục cho biết, lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua ở khu hồ Tam Xuân, một người đàn ông không may đã bị điện giật tử vong. Video cho thấy Vũ Hán đã bị ngập nặng. Một nhiếp ảnh gia nói, lúc này mà đến Vũ Hán thì chỉ có ngắm biển thôi. Hôm nay Vũ Hán đã bị ngập nước rồi. Bạn xem này, nước lại dâng lên. Mạng lưới thủy văn ở sông Dương Tử cho biết, lúc 8 giờ tối ngày hôm qua, mực nước ở Đại Hoàng Khẩu, Vũ Hán đạt 27m, sát gần mặt nước cảnh báo là 27,3m. Video còn cho thấy mặt nước sông Dương Tử đã tràn đến khu đô thị. Người quay phim nói rằng đây là sông Dương Tử, hãy nhìn dòng nước kia, nó đã ngập ngang mặt đường, bằng phẳng cả rồi. Ở xa cũng có thể phải dừng lại vì cây cầu này là bằng kết cấu thép, nó sẽ sớm bị cuốn trôi. Trước đó, vào chiều ngày thứ hai, nước sông Dương Tử tại Vũ Hán đã nhấn chìm đến Hoàng Khẩu Vũ Hán. Ngoài ra, Thượng Hải cũng gặp những trận mưa lớn. Trong khi đó, vào ngày hôm nay, tại khu vực cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu tai nạn và thảm họa kép khi một dòng sông băng ở Himalaya nằm ở phía nam Tây Tạng bất ngờ vỡ và đổ sập xuống, cuốn phăng con đập, phá hủy rất nhiều nhà cửa, đường xá và khiến khoảng 2.500 binh lính của Trung Quốc đang đồn trú tại khu vực này thiệt mạng và mất tích. Tính đến nay, chính quyền khu tự trị Tây Tạng cho biết đã tìm thấy 158 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ vỡ sông băng xảy ra tại phía nam của cao nguyên Tây Tạng này. Theo báo cáo mới nhất, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm gần 900 binh sĩ được cho là mất tích trong vụ vỡ sông băng. Các binh sĩ xấu số trên thuộc Sư đoàn Bộ binh số 7 của Trung Quốc vừa mới được điều động tăng cường tới khu vực biên giới có tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng Ấn Độ, nơi đã làm cho hai nước suýt nữa nổ ra cuộc chiến tranh lần thứ hai. Trước đó, sông băng trên dãy núi Himalaya cũng bị vỡ và tràn xuống hạ du, băng tan đi kèm theo đất đá và đã gây ra lũ quét, phá hủy nhiều ngôi nhà và công trình thủy điện. Cùng đập nước mà Trung Quốc định tiếp tục tham vọng xây dựng khủng gấp 3 lần đập Tam Hiệp. Một siêu đập với công suất 70 GW trên sông Yalung Tanspo ở khu tự trị Tây Tạng nhằm tạo ra một loại vũ khí nước uy lực mới để gây áp lực xuống các vùng hạ du và láng giềng Ấn Độ. Khi Trung Quốc ấp ủ con bài nhất tiễn hạ song điêu, chiếc thọc vô tiền khoáng hậu của Trung Quốc, được coi là vũ khí nguy hiểm bóp nghẹt mọi tiềm năng của Ấn Độ. Nhưng đúng như những gì người đời hay nói, người tính không bằng trời tính. Khi đội cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã tìm thấy 9 thi thể tại nhà máy thủy điện gần con đập trên sông này Yalung Tanspo,
Kính thưa quý vị thân mến, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới tình hình lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc khi hôm qua đài truyền thông Phương Đông của nước này cho biết một thông tin được cho là khá rùng mình và xấu cho phía Trung Quốc khi một con đập cỡ lớn của Trung Quốc đã cho xả lũ toàn bộ những cửa xả và hoạt động 24/24 giờ. Đài Phương Đông của phía Đông Trung Quốc cho biết hôm qua hồ thủy điện lớn nhất tỉnh lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua đã cho mở toàn bộ 9 cửa xả nhằm ngăn chặn lũ lụt. Điều này cho thấy rằng tình hình động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm. Đài Trung Quốc cho hay hồ thủy điện mang tên là Tân An Giang thuộc tỉnh Chiết Giang đã mở cửa xả lần đầu tiên trong vòng 100 năm qua khi mực nước trong hồ chứa vượt mức cho phép và được dự báo là còn tăng cao trong một vài ngày tới. Hồ thủy điện Tân An Giang ở phía đông tỉnh Chiết Giang là dự án kiểm soát lũ lụt quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, đã mở cửa xả lũ khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Hồ thủy điện Tân An Giang còn được gọi là hồ Quang Giao hay còn gọi là hồ Thiên Đảo, nằm ở thượng nguồn sông Tiền Đường, con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang, được biết đến với mức thủy triều cao nhất trên thế giới. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tính đến 19 giờ tối ngày thứ ba, mực nước ở hồ Tân An Giang đã đạt mức 108,5 m, vượt mức dự trữ cho phép, và mực nước trong hồ được dự báo sẽ tăng cao do mưa lũ ở thượng nguồn đổ về trong một vài ngày tới. Và do mưa lớn lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước trong sông hồ tăng nhanh và vượt mức cho phép. Tờ báo của Trung Quốc còn trích dẫn lời của ông Chen, giám đốc con đập này cho biết, dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở khu vực xung quanh hồ chứa lên trong 10 ngày tiếp theo. Nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện chạy hết công suất, vì vậy chúng tôi đã quyết định mở toàn bộ cửa xả để ngăn chặn lũ. Thưa quý vị, hồ thủy điện Tân An Giang là một trong những hồ thủy điện lớn thứ ba của Trung Quốc sau con đập Tam Hiệp, và nó được xây dựng từ những năm 1959. Từ đó cho tới nay, con đập đã có ít nhất 7 lần mở toàn bộ các cửa xả. Lần gần nhất mở cửa xả lũ là vào năm 2011. Theo tờ báo SCMP cho biết, hồ thủy điện Tân An Giang có chiều dài 466 m, cao 108 m, công suất 845 MW. Đây là đập thủy điện đầu tiên được xây dựng ở Trung Quốc với chiều cao hơn 100 m. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ, của Nga, của Nhật Bản, chuyên gia theo dõi những hình ảnh qua vệ tinh về mưa lũ, bão tố, phong ba tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu trong một vài ngày tới, đặc biệt là cuối tháng 10 và đầu tháng 11, tăng áp lực lớn cho các hồ chứa nước. Vì thế mà nguy cơ vỡ đập, vỡ đê lên tới 95%, và nếu như lượng mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới, thì an nguy từ con đập Tam Hiệp là không thể tránh khỏi. Được biết, từ cuối tháng 6 tới thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và dày. Vì thế mà tất cả các con sông và 26 trên 31 tỉnh thành của phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận lũ quét, sạt lở và sóng thần. Ngoài ra, còn có cả động đất và lũ quét cũng như vòi rồng xuất hiện. Theo một thống kê mới nhất của cơ quan thống kê phía Trung Quốc cho biết, đã có ít nhất 293 người thiệt mạng và mất tích, 2.798 ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều ô tô, xe buýt, nồi cơm điện, tủ lạnh, TV cũng đã bị cuốn theo dòng nước lũ. Thiệt hại ban đầu ước tính lên tới 1.000 tỷ đô la, và đây là một con số quá lớn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể ngờ được rằng sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời tàn phá nặng nề đến như vậy. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.